Phân tích phong độ Hàn Quốc và Việt Nam, huấn luyện viên Jurgen Klinsmann được bổ nhiệm ngồi vào ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hàn Quốc từ tháng 2 năm nay với một bản hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2026. Nhà cầm quân người Đức phải chịu áp lực nặng nề sau năm trận đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Cụ thể, Hàn Quốc lần lượt hòa Colombia 2-2, thua Uruguay 1-2, Peru 0-1, hòa El Salvador 1-1 và xứ Wales 0-0. Tuy nhiên, mới đây nhất họ đã có hai chiến thắng liên tiếp khi đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 1-0 và Tunisia 4-0. Đáng nói, đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klinsmann gây ấn tượng mạnh khi vượt qua Tunisia đang đứng thứ 29 bậc trên bậc xếp hạng FIFA, tức chỉ kém Hàn Quốc 3 bậc. Trong chiến thắng 4 sao của đội chủ nhà, ngôi sao Li Kang in lập một cúp đúc, hai bàn còn lại được thực hiện bởi trung vệ đang khoác áo Bayern Munich. Kim Min Jae và tiền đạo Hoang Ui Do, nó quyết. Trên bảng xếp hạng của FIFA, đội tuyển Hàn Quốc đang xếp thứ 26 và hơn Việt Nam đến 69 bậc. Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua hai trận thua liên tiếp trước Trung Quốc, 0-2 và Uzbekistan, 0-2. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Philip Rusi có 3 chiến thắng thắng liên tục trước Hồng Kông, 1-0, Syria, 1-0 và Palestine, 2-0. Phong độ không thật tốt của Việt Nam gần đây khiến nhiều người cảm thấy quan ngại cho các chiến binh rồng vàng trong chuyến làm khách tại Hàn Quốc vào chiều tối thứ 3-17-10 này. Cũng nói thêm, trong quá khứ Hàn Quốc gặp Việt Nam 6 lần. Đội bóng xứ Kim Chi có 5 trận thắng và thua 1-0-1. Trận thua duy nhất này diễn ra vào năm 2003 tại vòng loại ASEAN CUP 2004. Người hùng lập công cho Việt Nam là Phạm Văn Quyến. Rõ ràng, tiếng vọng quá khứ lẫn thành tích hiện tại, Hàn Quốc được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Việt Nam. Tuy nhiên, người ta vẫn hy vọng thầy trò huấn luyện viên Philip Chuxi sẽ có màn thể hiện tốt trên sân Suwon World Cup trước khi bước vào vòng loại World Cup. Thông tin lực lượng mới nhất Hàn Quốc và Việt Nam, song hơi ung đã vắng mặt ở trận đấu với Tunisia mới đây vì dính chấn thương háng. Huấn luyện viên Clint mang hy vọng cầu thủ của Tottenham sẽ ra sân trong màn tổng duyệt trước thềm vòng loại World Cup. Khả năng ra sân của Lee Kang-in vẫn đang bỏ ngỏ. Tiền vệ này đã không thi đấu cho PSG ở Ligue 1 từ cuối tháng 8 do chấn thương và trở về thi đấu Asia. Lee có thể sẽ được nghỉ ngơi để đạt trạng thái tốt nhất khi quay lại PSG. Huấn luyện viên Klinman cũng đang cân nhắc trường hợp của Kim Min Jae bởi đẳng cấp của trung vệ khoác áo đội bóng nước Đức không còn phải bàn cãi. Nhưng những ngôi sao như Hoang Hy Chang, Hoang Uy Yon sẽ góp mặt. Tờ Chosun cho biết, huấn luyện viên Jugen Klinman đang giữ nguyên một đội hình kể từ khi sang Hàn Quốc. Trận gặp Việt Nam là cơ hội tốt để trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ hoặc ít thi đấu ở đội tuyển do vậy những ngôi sao hàng đầu có thể được cho nghỉ ngơi. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Quang Hải khi tiền vệ này gặp chấn thương trong trận đấu với Uzbekistan mới đây. Phần còn lại, huấn luyện viên Chu Si sẽ có lực lượng mạnh nhất để đối đầu với đội chủ nhà Hàn Quốc. Đội hình dự kiến Hàn Quốc và Việt Nam, Hàn Quốc, Kim Se Gyu, Kim Jin Su, Jung Seong Ong Un, Kim Jin Su, Seon Jang U, Hoang In Bem, Lee Sung Min, Mung Se Ong Min. Oh hi ông gieo, hoang hi cha, hoang uyo, Việt Nam, Văn Lâm, Duy mạnh, Ngọc Hải, Thanh Bình, Việt Hưng, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Việt Anh, Tuấn Hải, Hoàng Đức, Văn Toàn. Cần phải thẳng thắng, nếu du gần clean mang tung vào sân toàn bộ ngôi sao bao gồm những son Hơ ung minh, Lee Kang In, Kim Min Gia e, thì đội tuyển Việt Nam sẽ gặp vô vàng khó khăn. Một giả định khác. Hàn Quốc sẽ chơi với đội hình chủ yếu các cầu thủ dự bị thì các học trò của huấn luyện viên Trusi sẽ dễ thở hơn khá nhiều. Dù vậy, với đội hình nào thì Hàn Quốc cũng được xếp cửa trên so với Việt Nam. Trận này chúng ta chờ khá nhiều vào tài cầm quân của của huấn luyện viên Trusi. Đặc biệt là khả năng phòng ngự. Nếu chơi đúng sức, Hoàng Đức và các đồng đội có hy vọng sẽ rời sân Suwon World Cup với tỷ số chấp nhận được.